Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Đài Loan phát hiện nhiều bóng thám không nghi do quân đội Trung Quốc thả. Phòng vệ Đài Loan ngày 27 tháng 2 xác nhận có nhiều bóng thám không được quân đội Trung Quốc đã thả bay qua hòn đảo ngay sau khi dịp Tết Nguyên Đán, nhưng nhấn mạnh rằng chúng không gây ra bất kỳ một mối đe dọa an ninh nào mà chỉ dùng cho mục đích quan sát khí tượng, theo trang Focus Taiwan đưa tin. Lực lượng phòng không đã nắm toàn bộ chuyển động của các quả bóng này chúng chỉ được dùng để quan sát khí tượng, ông Shi Shunwen, phát ngôn viên của Phòng vệ Đài Loan cho biết. Bình luận của ông Shi đưa ra sau khi truyền thông Đài Loan báo cáo hôm ngày 26 tháng 2 có ít nhất là 4 đợt bóng thám không với số lượng không xác định đã được thả lên bầu trời bởi một đơn vị tên lửa tầm xa thuộc lữ đoàn pháo binh trú tại tỉnh Phúc Kiến của quân đội Trung Quốc. Các khinh khí cầu được phát hiện ở độ cao khoảng 3.000m bởi hệ thống giám sát của phòng không Đài Loan khi chúng bay qua khu vực phía bắc hòn đảo ngay sau dịp Tết Nguyên Đán, bóng thám không của Trung Quốc đã làm dấy lên một mối lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh xung đột tại Ukraine. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 23 tháng 2 kêu gọi hòn đảo tăng cường giám sát các hoạt động của Trung Quốc trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, nhấn mạnh rằng tất cả các đơn vị của chính quyền phải cảnh giác hơn. Bình luận về vụ việc trên, The Taiwan News dẫn lời của cựu Phó Tư lệnh Không quân San yen chỉ ra rằng bóng thám không có thể dùng để thu thập thông tin về những thay đổi của khí quyển ông nhấn mạnh chúng không dễ bị phát hiện và bắn hạ đồng thời cho biết thêm rằng các biện pháp đối phó hiệu quả cần được các bên liên quan thảo luận trong khi đó chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping cũng xác nhận những quả bóng trên thực sự là bóng thám không bởi vì đối với các mục đích quân sự chúng cần phải lớn hơn và dễ phân biệt hơn theo tờ Thời báo Hoàn cầu